Hello, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể làm việc hiệu quả. Và một điều rất là quan trọng đó là chúng ta phải nói thật lòng mình để có thể hoàn thành công việc một cách có trách nhiệm. Những người có liên quan thì chúng ta không ngại nói ra những vấn đề và những cái khiếm khuyết của mình, rằng là chúng ta không được làm việc một cách qua loa mà phải dựa vào những cái tiêu chuẩn, điều gì là đúng, và không ngại nghiêm túc thảo luận thật lòng với nhau. Bởi vì việc nhận ra vấn đề và khiếm khuyết mà lại không dám chỉ ra chúng để bảo vệ cho sự hòa hợp, đó thực sự là một sai lầm rất là to lớn. Dù có phải nói nhiều đến mức nào thì điều quan trọng vẫn phải có dũng khí để nói thật với lòng mình. Có như vậy thì chúng ta mới xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau và hoàn thành tốt công việc. Hơn nữa, nếu muốn giải quyết vấn đề, các bạn phải thảo luận với nhau một cách thẳng thắn và thật lòng mình. Tuy nhiên, nếu nói với cấp trên, các bạn có thể gặp phải nhiều những cái rắc rối nên hầu như không ai dám nói cả. Bên cạnh đó, đối với đồng nghiệp, nói thẳng với đồng nghiệp có thể sẽ khiến cho mối quan hệ bị rạn nứt, nên cuối cùng thì người ta vẫn thường nói làm sao để cho đẹp lòng nhau. Vì thế, tiến hành mọi việc ôn hòa như thế còn được gọi là một trong những cái nghệ thuật đối nhân xử thế. Tuy nhiên, trong một doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có thể làm việc bằng cách làm đẹp lòng nhau hay bằng những cái lý luận thông thường, cho nên các bạn phải nói thật lòng mình, chỉ trích những điều các bạn thực sự cho là nhược điểm. Trên thực tế, phần lớn các bạn không nói thật lòng mình trong công việc mà chỉ biết làm đẹp lòng nhau, như làm giống như trước đây là được rồi, đâu nhất thiết phải vội vàng. Điều đó mang tính cách tân. Đây chính là cách biện minh cho những người làm việc một cách ngoài mặt. Có thể thấy các doanh nghiệp lớn thì cũng vậy, những người chỉ giỏi quan hệ, chuyên nịnh bợ, chuyên nói những lời hay hoa mỹ, sống bình an vô sự là dễ thăng quan tiến chức. Nhưng ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mỗi ngày trôi qua là một chiến trường đẫm máu, nên không thể làm việc bằng lý thuyết cho vừa lòng nhau. Nếu mong muốn phát triển công ty, các bạn phải nói thẳng, nói thật lòng mình. Tuy nhiên, cần phải lưu ý, dù có nói ra toàn bộ sự thật để thảo luận đi chăng nữa thì phải có những cái luật lệ. Và những luật lệ này, đầu tiên là các bạn không được phép dựng chuyện để nói về những cái khuyết điểm của đối phương hay là dẫm ngáng chân lên nhau. Dù đó là sự thật đi chăng nữa, những hành động như vậy cũng là điều cấm kỵ. Và thứ hai, tiếp theo là các bạn nhất định phải nói thật lòng mình dựa trên cơ sở vì muốn tốt cho mọi người, phải đưa ra những thảo luận mang tính xây dựng và tích cực. Việc này sẽ giúp cho các bạn đạt được một số kết luận mang tính sáng tạo, đưa ra những đánh giá không mang tính tư lợi. Các bạn nên biết rằng khi quyết định một điều gì đó, chỉ cần có một chút tư lợi thì đánh giá sẽ không còn chính trực. Kết quả của mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng sai lầm. Theo lẽ thông thường thì con người thường suy nghĩ theo hướng có lợi cho chính bản thân mình. Vậy nên là khi họ quên đi sự quan tâm, thông cảm với nhau và chạy theo cái tôi của chính họ, chúng ta sẽ không có được sự hợp tác từ những người xung quanh và công việc sẽ không có suôn sẻ. Ngoài ra, với cách suy nghĩ này sẽ giảm sút đạo đức của một tập thể, dẫn tới sự yếu kém trong năng lực hoạt động. Vì lẽ đó, cho nên chúng ta cần phải kiềm chế sự ích kỷ và phải luôn tự hỏi mình rằng làm người điều gì là đúng đắn, liệu mình có đang thực sự tư lợi hay không, thì đưa ra những đánh giá trong công việc hàng ngày. Nói thẳng ra thì đó sẽ là loại bỏ cái tôi cá nhân để suy nghĩ về sự việc, hay thẳng thắn hơn là hy sinh bản thân mình để suy nghĩ về sự việc. Tiếp đến, chúng ta phải trang bị một nhân cách có tính cân bằng. Và trước hết, chúng ta sẽ hãy lắng nghe một cái câu chuyện. Đó là có một ông lão rất là tốt bụng, sống bên một bờ hồ đất nước phương Bắc nọ. Ở bờ hồ này, hàng năm đều có một đàn trời
bay đến để trú đông. Cũng không biết từ bao giờ, ông lão hiền lành đã cho những con vịt tập trung ở hồ đó ăn. Chúng vui mừng ăn hết thức ăn mà ông lão mang đến cho. Năm nào cũng vậy, ông lão cứ tiếp tục rắc những thức ăn và đàn vịt trời vẫn nhận thức ăn từ ông lão để vượt qua cái mùa đông. Một năm nọ, đàn vịt trời lại bay đến cái hồ, nhưng ông lão lại không còn xuất hiện như mỗi lần. Ngày nào cũng vậy, chúng vẫn bay đến bên hồ nước, nhưng ông lão vẫn không hề xuất hiện. Ông lão đã già và mất đi rồi. Năm đó, luồng không khí lạnh kéo đến, mặt hồ bị đóng băng. Những con vịt trời cứ mãi đợi ông lão cho ăn, nhưng lại quên đi mất việc tự mình kiếm ăn, và chẳng mấy chốc, chúng đều chết hết. Và qua cái câu chuyện, ta có thể thấy được rằng để có một cái quyết định đúng và đạt được sự cân bằng thì chúng ta phải thật là thông suốt, sáng suốt. Người có sự cân bằng là người đứng trước bất cứ sự vật, sự việc nào cũng luôn tự hỏi tại sao, luôn triệt để tìm kiếm và làm sáng tỏ câu trả lời một cách hợp lý. Đồng thời có trong mình một nhân cách hoàn thiện được mọi người yêu quý. Rằng là dù chúng ta có thông minh, có khả năng phân tích tốt, có những cái hành động hợp lý đến đâu, chỉ riêng điều đó thôi thì vẫn không đủ để nhận được sự hợp tác từ những người xung quanh. Và ngược lại, nếu chỉ là một người tốt thì cũng chưa chắc tiến hành được công việc. Nên ta hiểu rằng là để làm được những công việc tuyệt vời, chúng ta vừa phải cần có tư duy logic như một nhà khoa học, vừa phải trang bị cho mình một nhân đức để khiến mọi người sẵn sàng cống hiến cho chúng ta. Bên cạnh đó, cần phải có sự cân bằng giữa hai yếu tố này. Rằng là trong thế giới kinh doanh, các bạn phải là người logic, nhưng mà đồng phải thời phải là người lãng mạn hơn bất cứ ai, có thể nghĩ về những điều siêu hình. Vì nếu không có sự cân bằng giữa hai điều này, các bạn sẽ không thể trở thành một doanh nhân hàng đầu. Tiếp đến là các bạn phải cần có xem trọng cái sự lĩnh hội hơn là những kiến thức lý thuyết. Ta nên hiểu rằng biết làm và có thể làm được là hai điều hoàn toàn khác biệt. Những kiến thức và lý lẽ trong sách vở sẽ khác với những hiện tượng thực tế. Chỉ có cách dò tìm qua kinh nghiệm, hay nói cách khác là qua sự lĩnh hội, chúng ta mới có thể tìm được bản chất của vấn đề. Hơn thế, điều này đúng với cả bộ phận kinh doanh lẫn bộ phận quản lý. Khi có được cơ sở này, có những kiến thức và lý luận, chúng ta sẽ có cảm thấy là thực sự đi vào thực tiễn của cuộc sống. Bởi vì thực tế, trong kinh doanh, khi muốn chạm đến một lĩnh vực hoàn toàn mới mà bản thân mình không có chuyên môn, các doanh nhân chắc chắn sẽ nghĩ tới việc thuê chuyên gia. Nhưng các bạn cần hiểu rằng những điều mà chuyên gia tư vấn đôi khi chỉ là những kiến thức chung trên sách vở, nhưng đó cũng có thể là những kiến thức được lĩnh hội qua những trải nghiệm thực tế mà một người chỉ biết đến lý thuyết thôi. Nếu mà họ chỉ biết về lý thuyết làm gốm mà chưa bắt tay vào làm bao giờ thì sẽ không thể sản xuất được những sản phẩm gốm ứng dụng. Hay nói cách khác, biết làm không đồng nghĩa là có thể làm được. Vậy nên các bạn hãy vừa có kiến thức lại vừa lĩnh hội thêm qua thực tiễn thì không khác gì là hổ mọc thêm cánh. Hãy nhớ rằng rất tốt nếu bạn học hỏi từ những người từng có những thành tích, có kinh nghiệm làm việc thực tế và lĩnh hội các kiến thức bằng trải nghiệm. Tiếp theo, để làm việc hiệu quả, bạn cũng cần phải luôn luôn làm việc sáng tạo. Hãy cố gắng hết mình, coi nhiệm vụ được giao như là công việc của cả đời và điều quan trọng. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi cũng không đủ, nên hiểu rằng là điều thiết yếu là chúng ta phải làm việc hết mình, vừa tự phê bình và cải thiện công việc. Và chúng ta nhất thiết không được phép vô thức lặp lại những công việc của ngày hôm qua. Bằng cách lặp đi lặp lại tư duy sáng tạo, chúng ta sẽ đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc. Và đây chính là những thông tin và những điều mình muốn chia sẻ đến với mọi người. Hẹn gặp mọi người lần sau.